Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hello, chào mừng bạn đến với kênh CD2 Studio, mình là Toàn đây. Rất vui bạn đã quay trở lại với những cái video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì ở chủ đề lần này mình chia sẻ cho bạn một cái nội dung khá là hay và rất là nhiều bạn đang quan tâm trong cái việc phát triển kênh YouTube. Đó là làm sao để cho YouTube nó xét duyệt bậc kiếm tiền nhanh nhất. Bởi vì trên cái kênh của mình á, mình đăng những cái video thường xuyên và bắt gặp rất là nhiều câu hỏi của các bạn. Đặt câu hỏi là vì sao kênh các bạn đủ điều kiện là 1.000 người đăng ký kênh và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng và đã gửi cho YouTube xét duyệt bậc kiếm tiền và chờ đợi sau 1 tháng thì vẫn không thấy kết quả từ YouTube. Thậm chí có bạn đợi đến 2 tháng, 3 tháng mà không có tín hiệu nào từ YouTube. Và đặc biệt khi các bạn đã gửi một cái yêu cầu bậc kiếm tiền xét duyệt lên YouTube thì các bạn không thể nào gửi tiếp những yêu cầu khác. Do đó cái việc quyết định bậc kiếm tiền hay không là của YouTube và các bạn không có bất kỳ một phương án nào để giải quyết cái vấn đề đó khi các bạn đã gửi yêu cầu kiếm tiền, yêu cầu YouTube nó bật lên. Thậm chí có những cái kênh các bạn đã gửi yêu cầu mà YouTube không xét duyệt thì xem như cái kênh đó đã thất bại và mãi mãi là không được duyệt kiếm tiền, tức là cái video của bạn đăng lên chỉ tăng view và tăng sub và không có thể tạo thu nhập được trên cái kênh đó, thì thật sự rất đáng tiếc cho những cái kênh như vậy. Và trong rất là nhiều lần các bạn comment, mình có đọc và mình quyết định sẽ làm cái video này để chia sẻ cho những bạn thật sự rơi vào trường hợp đáng tiếc này, biết được vì sao YouTube nó lại xét duyệt bậc kiếm tiền lâu như vậy và làm cách nào chúng ta để cải thiện được cái thời gian bậc kiếm tiền một cách nhanh nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính trong cái buổi hướng dẫn này của mình. Thì đây là một cái màn hình rất là quen thuộc đối với chúng ta ha. Đầu tiên, để bật kiếm tiền trên YouTube, bạn phải đăng ký một cái tài khoản Google AdSense ha. Ở đây nè, thì chúng ta chỉ cần một cái Gmail chưa đăng ký qua bất kỳ một cái tài khoản Google AdSense nào, thì bạn chỉ cần bấm bắt đầu và điền những cái thông tin về địa chỉ, họ tên, tất cả mọi thứ cơ bản của Google AdSense thì bạn sẽ tạo được một cái tài khoản miễn phí trên Google AdSense và nó sẽ tự liên kết với kênh YouTube của các bạn. Rồi, sau khi đăng ký thành công Google AdSense rồi, chúng ta sẽ tùy chọn bật kiếm tiền. Thì mặc định khi các bạn đăng ký cái này xong thì cái phần số 3 này nó sẽ sáng lên luôn. Và đến cái bước cuối cùng là quan trọng nhất là được xem xét. Cái này mình nhầm, cái này là khi các bạn chọn là bật kiếm tiền thì cái này nó mới xanh lên nha. Chọn bật kiếm tiền thì xanh lên. Và khi các bạn gửi yêu cầu xem xét thì nó sẽ chuyển sang bước 4. Khi các bạn đủ 1.000 người subscribe và 4.000 giờ xem thì các bạn mới yêu cầu xem xét nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn là những cái nguyên nhân chính mà YouTube nó xét duyệt cái thời gian bật kiếm tiền cho kênh của bạn lâu. Đây là những bí mật mà chắc chắn là những cái nội dung trước mình chưa bao giờ bật mí cho bạn ha. Thì cái video này mình sẽ bật mí cho bạn những cái bí mật vì sao YouTube lại xét duyệt kiếm tiền lâu đến như vậy. Hy vọng rằng qua cái video này thì các bạn có thể rút ra kinh nghiệm để khi quyết định xét duyệt thì hãy kiểm tra thật kỹ nội dung trước khi xét duyệt nha. Rồi, đầu tiên nha, mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nguyên nhân, cái phần thứ hai là cách chúng ta giải quyết nguyên nhân này. Đầu tiên nha, cái này mình ghi thiếu rồi, để mình cập nhật thêm là chút nữa mình nói lại nha. Rồi, đầu tiên nha, vì sao YouTube xét duyệt kiếm tiền lâu thì thứ nhất nè, nếu như các kênh của các bạn làm content á, thời gian YouTube nó xét duyệt rất là nhanh luôn.
bạn làm kênh re-up bán content thì YouTube sẽ tốn rất nhiều thời gian để quét nội dung video, quét nội dung content của các bạn. Do đó khi các bạn làm cái kênh content thì chắc chắn bằng cái thời gian YouTube xét duyệt chỉ là một tháng thôi. Như kênh của mình mới vừa được YouTube xét duyệt bằng kiếm tiền, nó là một cái kênh video content 100%, thì YouTube nó xét duyệt rất là nhanh. Còn nếu như các bạn làm re-up hoặc là bán content thì các bạn sẽ có thể đợi hơn một tháng, có thể là hai tháng. Nếu như may mắn thì YouTube sẽ xét duyệt. Còn nếu như nội dung các bạn thật sự là re-up và có khả năng vi phạm bản quyền thì chắc chắn YouTube nó sẽ không xét duyệt kiếm tiền. Rồi chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để hạn chế cái thời gian YouTube xét duyệt nếu như các bạn làm kênh re-up cũng như bán content nha. Cái thứ hai rất là quan trọng đó là vì sao là YouTube nó xét duyệt lâu như vậy. Và các bạn để ý nha, nếu như các bạn, cái kênh các bạn có càng nhiều video thì cái thời gian YouTube nó xét duyệt lại càng lâu. Bởi vì các bạn biết rằng khi YouTube nó xét duyệt bật kiếm tiền của một cái kênh bất kỳ thì nó không có xét duyệt thủ công. Tức là nó không có ngồi nó xem từng cái video của bạn và nó xem có phù hợp hay không thì nó mới gửi email bật kiếm tiền cho bạn. Nhưng nó lại xét duyệt cho tất cả các kênh YouTube bằng một cái con robot hoàn toàn tự động. Trên cái con robot này nó sẽ có tất cả các phần như là quét nội dung video, quét content, viết tiêu đề, quét mô tả tất tần tật những cái thứ về nội dung video của bạn. Nó xem xét với những cái video đã tồn tại ở trước, người ta đã đăng rồi, thì xem có vi phạm bản quyền hay không thì nó mới duyệt cho bạn. Và đặc biệt là nó không có xét duyệt chỉ một kênh của bạn mà nó xét duyệt rất là nhiều kênh khác. Do đó cái thời gian các bạn đợi tối thiểu là một tháng là hoàn toàn hợp lý ha. Và các bạn lưu ý là nếu như cái video của các bạn làm re-up và content á, thì khi cái con robot tự động nó quét cái nội dung của bạn, nó thấy cái video đó có nghi ngờ bản quyền thì nó sẽ để sang một bên, nó sẽ để sang một bên, đến một cái ngày nào đó nó sẽ quét tiếp ha. Nó sẽ quét tiếp những cái video bị vi phạm bản quyền nó nghi ngờ đó, nó sẽ quét và một ngày khác nó quét nếu như cái video đó nó nghi ngờ là sai thì nó mới cho qua. Còn thực sự nếu như nó tìm được một cái video gốc nào đó mà chính xác là bạn đang re-up bất hợp pháp, vi phạm bản quyền thì không bao giờ nó sẽ duyệt cho bạn đâu. Do đó nếu như cái kênh của bạn làm re-up càng nhiều, lấy video của người ta mà up lên kênh của bạn càng nhiều, cho dù các bạn có lượt view, được sub tốt thì nó sẽ để riêng những cái video đó ra và nó cứ quét đi quét lại nhiều lần. Khi nào nó chắc chắn là không có ai có nội dung y như bạn á, thì nó mới duyệt. Do đó rất là lâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái phần khác, đó là cách để giảm cái thời gian được xét duyệt. Thì ở trên là hai cái nguyên nhân, còn ở dưới đây mình sẽ nói cho bạn ba cái cách để chúng ta giảm thời gian xét duyệt và kiếm tiền trên YouTube. Trước khi các bạn quyết định là gửi email và gửi yêu cầu bật kiếm tiền với YouTube á, thì các bạn phải bảo đảm cho mình những cái này nha. Cái này quan trọng nhất là phải hơn 1.000 sub và cũng như giờ xem nha. Trong 12 tháng các bạn biết kiểm tra cái này là đúng không, vô phần analytics chọn là 12 tháng thì nó sẽ liệt kê ra. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải ẩn đi các video re-up bán content nghi ngờ vi phạm bản quyền để khi YouTube nó quét á thì nó sẽ không có kiểm tra những cái video đó, thì nó chỉ kiểm tra những cái video bạn làm content thôi. Thì do đó nếu như cái kênh của bạn vừa content vừa re-up bán content thì vẫn có cơ hội được YouTube xét duyệt nhanh, tại vì các bạn ẩn đi rồi đúng không. Bởi vì sau này khi mà bật kiếm tiền rồi thì chúng ta mới từ từ mở các cái video lên thì nó sẽ đỡ hơn là các bạn lúc đầu các bạn gửi yêu cầu lên bật kiếm tiền. Bởi khi các bạn đã bật kiếm tiền rồi, cho dù các bạn mở này lên thì cho dù bị vi phạm bản quyền thì YouTube nó sẽ cấm cờ, thì chúng ta có thể giải quyết được, kênh của chúng ta vẫn kiếm tiền được. Còn nếu như
các bạn cứ để y nguyên những cái nội dung đó trên kênh thì không bao giờ kênh của các bạn được YouTube nó xét duyệt kiếm tiền đâu. Nhớ nha các bạn, đây là một kiến thức thật sự rất là hay, mình đã suy nghĩ và mình đã chia sẻ cho bạn, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn. Rồi, tiếp theo là khi các bạn đã gửi yêu cầu YouTube mà kiếm tiền thì có nhiều bạn á là gửi là yêu gửi YouTube mà thì yên tâm, bởi vì các bạn đủ 1.000 sub và 4.000 giờ xem rồi thì các bạn không cần phải làm video nữa. Thì điều đó thực sự là sai lầm, bởi khi YouTube xét duyệt kiếm tiền thì cái yếu tố mà quyết định thời gian xét duyệt khá quan trọng đó là cái độ tương tác và cái độ tin tưởng của cái kênh đó. Tức là sau khi các bạn gửi yêu cầu mà các bạn vẫn đăng video thường xuyên, vẫn có người xem, vẫn có người tương tác, like, chia sẻ, comment tốt và lượt subscribe tăng đều đều thì cái kênh nó chắc chắn sẽ được duyệt kiếm tiền rất là nhanh. Bởi vì YouTube nó xét duyệt, nó thấy ồ, kênh này thật sự là một cái kênh tốt, đáng là để cho nó đặt những cái quảng cáo lên, và nó sẽ xét duyệt cho bạn rất là nhanh, thậm chí chưa đến một tháng. Thì mình cũng đã có kinh nghiệm cái kênh của mình được cái này rồi, thì chút nữa mình sẽ nói cho bạn biết kênh của mình là kênh gì luôn, không có dấu dí, mình chỉ chia sẻ cho bạn có thêm kinh nghiệm và cái động lực thôi. Nhớ nha bạn, sau khi gửi yêu cầu bật thì vẫn làm video tiếp, vẫn làm video content nha, nhớ nha, đừng làm video re-up nữa. Bởi như nếu làm video re-up thì nó sẽ quay lại cái trường hợp đầu tiên nè, nó tiếp tục nó quét những cái video mới các bạn đăng lên và cái thời gian nó sẽ lâu. Thế đó, chỉ làm video content thôi nha. Rồi cái yếu tố cuối cùng là cái này thì kinh nghiệm của mình thôi, mình thấy là các bạn đừng để chính xác 1.000 sub và 4.000 người xem thì các bạn mới gửi yêu cầu xét duyệt, mà các bạn phải đợi là ít nhất là 1.200 sub và cái số giờ xem là 4, không phải là 4.000 mà 6.000, tức là bạn phải gấp nhiều lần so với cái quy định của nó thì nó sẽ thấy được cái điều này và nó sẽ xét duyệt rất là nhanh. Chứ không phải các bạn để đúng y chì như của nó thì cũng không có tốt. Và cái thứ tư là không bao giờ được mua view, mua sức, sức kéo để nhanh kiếm tiền. Cái này nhiều bạn cũng rơi vào cái trường hợp này rồi, tức là để nhanh kiếm tiền, bật được kiếm tiền, các bạn hay mua view, mua sub và kêu gọi sub chéo lẫn nhau. Thực ra cái này thì nếu như các bạn làm ít thì không sao, YouTube nó cũng không động đến đâu, nhưng các bạn đã sub chéo rồi, các bạn thấy ồ cái lượng sub tăng nhanh quá thì các bạn sẽ lạm dụng ha. Do đó tốt nhất đừng nên sub chéo, bởi vì các bạn sẽ lạm dụng và các bạn thấy lượt subscribe tăng quá nhanh và lượng view cũng tăng quá nhanh. Nếu như làm như thế này thì YouTube nó sẽ biết được cái kênh của bạn đang có lượt sub ảo, chỉ là subscribe chứ không có xem nội dung, bởi vì nó có những cái con robot hoàn toàn tự động và thông minh, nó biết được cái này. Mình không thể nào thông minh hơn được YouTube đâu, do đó mình khuyên bạn không bao giờ làm cái này. Thà là các bạn làm thật đi, thời gian nó có lâu hơn xíu nhưng cái kênh của bạn được bật kiếm tiền, còn hơn các bạn làm cái này nó đủ điều kiện nhanh nhưng không bao giờ được bật kiếm tiền, thì bạn thấy cái nào tốt hơn? Thì trên đây là những cái kiến thức và những cái thực sự là kinh nghiệm của mình chia sẻ thật cho bạn trong cái video này. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho bạn trong mọi thứ ha. Và đặc biệt để dành tặng bạn một cái phần quà tạo cho bạn động lực thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái quà tặng đặc biệt ở cái cuối video này. Thì như các bạn biết là cái kênh của mình, đây là mỗi kênh của mình nha, kênh content. Thì vừa rồi mình đã bật được kiếm tiền cái kênh này. Để các bạn thấy nè, ở đây có quảng cáo nè. Đây. Đây là video của mình và nội dung của mình làm. Tất cả đều là content 100% và YouTube đã xét duyệt bật kiếm tiền cho cái kênh này. Trong vòng đúng một tháng, không có hơn cũng không có kém một ngày, bởi vì nội dung của mình là content 100%. Do đó là YouTube đã xét duyệt cái kênh này của mình. Kênh của mình là kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha các bạn. Các bạn có thể đăng ký kênh này
để xem thêm những cái cách mình đã làm nội dung. Đây là kênh của mình. Nó cũng được hơn 300 ngàn lượt xem rồi. Kênh này mình làm cũng cách đây cũng gần 1 năm rồi. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh CD Hay của mình, cũng như là để mình tỏ lời cảm ơn cũng như là chúc mừng cho cái kênh này của mình đã đạt đủ lượt subscribe, lượng giờ xem để có thể bật kiếm tiền. Thì mình sẽ tặng bạn một cái phần quà, đó là mình sẽ giảm giá đặc biệt cho các bạn nếu như muốn học cái khóa học kiếm tiền YouTube chuyên sâu này của mình. Thì đây là khóa học về kiếm tiền trên YouTube, mình có liệt kê rất là nhiều cái nội dung hay ở trong này, về những cái chiến thuật. Mình không bao giờ mình đăng lên trên kênh miễn phí CD2 Studio đâu, bởi vì những cái khóa chuyên sâu như thế này thì chỉ làm những cái nội dung thật sự cho những bạn muốn kiếm tiền thì các bạn phải trả phí cho mình. Thì cái gì cũng vậy, trả phí thì chắc chắn sẽ chất lượng và nó hay hơn là miễn phí. Do đó thì các bạn có thể, nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với mình đăng ký khóa này. Hiện tại cái khóa này đang là 1 triệu. Thì để chúc mừng cho cái kênh Nhịp Sống Sài Gòn của mình đã bật được kiếm tiền, thì mình sẽ giảm giá cái khóa này chỉ còn 500 ngàn thôi, tức là giảm thêm 500 ngàn nữa. Thì các bạn đăng ký cái khóa này thì chỉ cần phải đóng học phí là 500 ngàn, các bạn được tặng thêm cái khóa này nữa. Ở trong cái nội dung mình có hướng dẫn các bạn làm cái kênh YouTube tin tức luôn, tặng free cho các bạn luôn. Thì cái này mình sẽ không có áp dụng dài đâu, mình sẽ áp dụng chỉ mấy ngày thôi. Thì các bạn có thể comment ở dưới video này hoặc là inbox Facebook cho mình cũng được để đăng ký khóa học chuyên sâu đó, chỉ với 500 ngàn đồng thôi. Và lưu ý là chỉ mấy ngày thôi nha, mình chỉ ưu đãi mấy ngày dành cho các bạn thực sự muốn kiếm tiền thôi. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thích video này, hãy like cũng như chia sẻ thì video này giúp mình. Và nếu như quan tâm khóa học chuyên sâu của mình thì đăng ký ngay để nhận cái giá ưu đãi học phí. Xin chào, chúc bạn thành công.